Famash là loại súng trường tấn công có thiết kế Pobok, được phát triển và chế tạo bởi manufacturer The Arm de Saint Antin. Súng hiện là loại súng được trang bị tiêu chuẩn của lực lượng quân đội Pháp và được sử dụng để xuất khẩu. Do thiết kế của loại súng này có các lỗi không thể khắc phục được nên nó hay gây ra các rắc rối lớn trong khi chiến đấu. Chính vì thế, Famas đã bị quân đội Pháp thay thế bằng khẩu HK416 đời E và F mua của Đức. Việc phát triển loại súng này được thực hiện từ năm 1967 dưới sự chỉ đạo của nhà thiết kế vũ khí Paul Telly để tạo ra một loại súng mới thay thế các loại súng cũ trong lực lượng quân đội Pháp. Mẫu thử nghiệm đầu tiên hoàn tất vào năm 1971 và được mang ra thử nghiệm cho năm 1972 và năm 1973. Nhưng do nhiều lý do, cũng như lúc đó, Pháp đã thông qua khẩu Sisseur 540 để đưa vào trang bị, nên Famas không được chế tạo nhiều. Chỉ đến năm 1978, sau trận Covelli, thì lúc đó súng mới được thông qua để bắt đầu đưa vào trang bị và sản xuất đại trà, khi nhu cầu về một loại vũ khí hiện đại đã xuất hiện rõ. Sau khi được thông qua, Famas đã thay thế súng trường MAS-49 và súng tiểu liên MAT-49 với khoảng 400.000 khẩu ra đời. Famas F1 được chế tạo, nhưng do khẩu này còn nhiều khiếm khuyết cũng như không hẳn là đáng tin cậy, nên nó không còn được chế tạo. Nhưng súng vẫn được trang bị và sử dụng dù bắt đầu có một số kế hoạch để thay thế. Một số khiếm khuyết như các bộ phận bằng nhựa rất dễ bị bể và súng có thể bị kẹt đạn do loại hộp đạn rời dùng một lần rồi bỏ được làm với chất lượng quá tệ. Trên lý thuyết thì loại hộp đạn này chỉ dùng một lần rồi bỏ, nhưng kinh phí quốc phòng của Pháp không cho phép việc đó nên chúng tiếp tục được tái sử dụng. Mẫu G1 đã được phát triển để khắc phục các khuyết điểm trên, nhưng nó chỉ nằm trên giấy và chưa bao giờ được chế tạo. Mẫu Famas G2 được phát triển vào năm 1994 để phù hợp với tiêu chuẩn của NATO cũng như để sử dụng chung hộp đạn. Nó cũng tích hợp các cải tiến mà thiết kế G1 đã đề ra, như vòng bảo vệ cò súng lớn hơn và ốp tay được làm bằng sợi thủy tinh thay vì nhựa. Quân đội Pháp bắt đầu mua mẫu này từ năm 1995 nhưng không nhiều. Hầu hết chỉ cho các lực lượng đặc biệt và mẫu F1 vẫn đang được trang bị đại trà. Famas được thấy tham gia hoạt động từ lần đầu tại Cộng hòa Séc vào năm 1983 đến năm 1984 trong cuộc xung đột Libya-Séc bởi lực lượng quân đội Pháp tiếp đó là chiến tranh vùng vịnh cũng như các cuộc chiến tranh ở Bosnia và Afghanistan. Nó đã chứng minh được là một loại vũ khí đáng tin cậy trong điều kiện chiến đấu. Dù có các khiếm khuyết, súng được quân đội Pháp gọi với tên là Le Crayon, cái kèn, vì hình dáng của nó. Mẫu Famas G2 thì được phát triển để có thể sử dụng chung với hệ thống Fairlink. Chúng cũng được xuất khẩu cho một số nước dù có số lượng không nhiều. Các lỗi trong thiết kế của Famas như rãnh trong nòng súng của nó không thể ổn định đường đạn, ảnh hưởng đến độ chính xác và cơ chế nạp đạn lô bát quá mạnh, phá hủy tất cả vỏ đạn đồng tiêu chuẩn của NATO. Điều này buộc quân đội Pháp phải sử dụng vỏ đạn thép vốn không phổ biến. Vì thế, loại súng này đã được lên kế hoạch để thay thế. Trong năm 2011, SIMAD đã được thông báo về việc quân đội Pháp sẽ tiến hành bắt đầu xem xét để thay thế loại súng này từ năm 2013. Đến nay, quân đội Pháp đã thông qua HK416 của Đức để thay cho Famas. Famas sử dụng cơ chế nạp đạn lô bát có hãm với thiết kế Boov. Cách hoạt động của bộ phận nạp đạn là hai đòn bẩy đứng ở hai bên sẽ giữ không cho phần trước của bộ chuyển khi viên đạn vừa được bắn. Sau một thời gian, khi áp lực mà vỏ đạn đẩy phần trước của bộ tích đủ mạnh, nó mới đẩy đòn bẩy nằm xuống nối với phần sau của bộ và lùi về phía sau để bắt đầu chu trình nạp viên đạn mới. Và sau đó, bộ và đòn bẩy sẽ được đẩy trở về chỗ cũ, chuẩn bị bắn viên đạn mới. Khe nhả vỏ đạn được cắt ở hai bên thân súng và luôn được che một bên bằng một miếng che. Việc này giúp cho súng có thể được dùng thuận cả hai tay. Nút kéo lên đạn nằm phía trên thân súng, phía trong quai sách. Quai sách này cũng là nơi dùng để ngắm bắn. Nút chọn chế độ bắn cũng là nút khóa an toàn nằm phía trước cò súng và trong vòng bảo vệ cò súng với 3 chế độ là an toàn, 3 viên và tự động. Súng có thể gắn chân chống giữ vi cùng lưỡi lê để tiện cho việc chiến đấu. Hệ thống ngắm cơ bản của súng là điểm ruồi, nhưng cũng có thể gắn các hệ thống ngắm khác phù hợp hơn. Nó cũng có thể bắn các lò đạn gắn ở đầu nòng của Pháp. Ngoài ra,
FAMAS cũng có thể gắn ống phóng lựu. Súng buộc phải sử dụng đạn vỏ thép vì cơ chế nạp đạn lô bát quá mạnh, có thể phá hủy vỏ đạn làm bằng kim loại mềm hơn như đồng, vốn là loại kim loại thường được dùng làm vỏ đạn của NATO, cũng như độ chính xác của súng không được ổn định. FAMAS được sản xuất khá nhiều biến thể. F1 là biến thể sản xuất hàng loạt đầu tiên với hơn 400.000 khẩu đã được xuất xưởng. FAMAS G1 là biến thể cải tiến của F1. FAMAS G2 là biến thể sản xuất năm 1994. Bên cạnh đó, FAMAS Felling là biến thể nâng cấp của G2, là thành phần của hệ thống số hóa dành cho bộ binh. Súng có nhiều cải tiến quan trọng như tay cầm phụ phía trước nối liền với tay cầm phía sau. Tay cầm bảo vệ phía trên được làm thấp hơn để tiện cho việc trang bị thêm các thiết bị ngắm ảnh nhiệt. Tầm bắn của súng được cải thiện đáng kể nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị ngắm mục tiêu ảnh nhiệt. Tầm bắn hiệu quả tăng từ 600 đến 1.000m. FAMAS Felling là súng trường tiến công đầu tiên trên thế giới được số hóa hoàn toàn việc tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu. Xạ thủ có thể tiêu diệt mục tiêu mà không cần phải trực tiếp nhìn thấy. Đây là khẩu súng trường tấn công chủ lực của quân đội Pháp với tốc độ bắn 1.000 viên trên phút và là súng trường tấn công nhanh nhất trên thế giới.